Tập 30. Những fan kịch này đã đợi một ngày một đêm ở ngoài đường rồi. Vậy sao? Khi biết tin chị gặp bão khi đang trên thuyền nên phải về muộn, thì bọn họ vẫn chưa ai rời khỏi. Họ muốn tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình. Diễn xuất lần này của chị ở Nam Dương rất là thành công. Mấy tờ báo ở Thượng Hải đều tranh nhau đăng. Đúng rồi, đây là báo ngày hôm nay. Còn nữa, nhìn xem, Tân Mama thế nào rồi? Bà ấy có vẻ sắp không nổi rồi. Bác sĩ nói có thể là còn vài ngày nữa thôi. Cũng may cuối cùng chị cũng về kịp. Ngủ già thăm dân. Tân Mama sao rồi? Tân Mama muốn gặp Tiểu Nguyệt Quế. Tôi biết rồi. Cô tới rồi sao? Mau đỡ ta vậy. Nam Dương nhộn nhịp không? Rất nhộn nhịp. Có phải có nhiều chỗ vui chơi không? Con sẽ dẫn bà tới Nam Dương chơi. Nhớ lại năm đó, có người đi Nam Dương về cho Thường Gia một chiếc máy ảnh. Thường Gia bảo A Kỳ đem xuống Nhất Phẩm Lâu. Nhất Phẩm Lâu lúc đó cũng rất nhộn nhịp. Còn nhớ có cả chị Lý, Thấm Dân, con, Thường Tẩu, Bàn Tẩu. Mọi người cùng nhau chụp ảnh, thật là vui vẻ. Cô kéo rèm cửa lên đi. Được. Ngồi xuống đi. Có lẽ đây chính là duyên phận. Hai người chúng ta đã đấu tranh bao nhiêu năm nay. Lúc lâm chung, người mà ta muốn gặp nhất lại là cô. Cô đúng là gặp giận. Từ một nữ nha đầu quê mùa, hôm nay đã trở thành một đại minh tinh ở Thượng Hải. Tân Mama, bà đừng quên, năm đó cũng nằm trong tứ đại danh loa lay chuyển trời đất. Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi. Bác sĩ nói ta sắp không ổn rồi. Ta có một tâm nguyện. Đợi sau khi ta chết đi, vào ngày giỗ đầu, cô hãy đưa cái này cho Lệ Lệ. Trước đó, ta hy vọng cô tiếp tục thực hiện lời hứa của mình. Con biết rồi. Còn nữa, ta hy vọng ta được chôn cất cùng với Thường Gia. Được, bà cứ yên tâm.
Chải đầu cho ta đi. Thực ra năm đó ta nên đối xử tốt với cô một chút mới đúng. Cô có thể tha thứ cho ta không? Ta rất vui. Ta với Thượng gia lại có thể ở bên nhau rồi. Tần Mama mất rồi. Tần Mama. Không gặp mẹ Lý vậy? Mẹ Lý đã đi tới một nơi rất xa rồi. Đi đâu vậy ạ? Đến một nơi rất xa. Khi nào thì quay về? Chắc là sẽ rất lâu. Sao vậy con? Tại sao chỉ có thể ở trường một tuần mới được về nhà một lần chứ? Bởi vì môi trường ở trường tốt, cũng an toàn. Con thấy ở đây mới tốt, ở đó không tốt. Mẹ ơi, ngày mai có thể không cần đi học được không? Tại sao? Con bị ốm, con bị cảm lạnh rồi, khó chịu lắm. Nào, để mẹ xem có phải là sốt rồi không? Để mẹ xem nào. Ừ, đúng là có hơi sốt rồi. Con bị bệnh thật mà. Vũ em, mau đi gọi bác sĩ Lý, bảo ông ấy mang ít thuốc tới đây tiêm cho Lệ Lệ. Tiêm một mũi là khỏi. Tôi đi luôn đi. Mẹ ơi, con không cảm lạnh nữa, con không bị bệnh nữa. Thật sao? Thật, con cũng không bị ho nữa. Con đúng là tranh ma mà.
con sẽ nhớ mẹ lắm. Lệ Lệ, sao cháu lại tới đây? Chú Dư, cháu có chuyện muốn tìm chú. Chú sắp bị trễ giờ rồi, để nói sao nhé. Chú Dư, đây là chuyện rất quan trọng. Được rồi, A Cường, đợi tôi một lát. Không phải có gì muốn nói với chú sao? Sao lại không nói? Đúng, có chuyện này rất quan trọng. Cứ nói. Cháu thích chú. Lệ Lệ, cháu đã lớn rồi, không được đùa như vậy nữa. Trong lòng chú, cháu luôn là con gái bé nhỏ của chú. Mãi mãi là vậy. Không phải, cháu không phải con gái của chú. Cháu chưa từng coi chú là bố. Cháu là phụ nữ. Tình yêu là chuyện của hai người. Trong lòng chú đã có người phụ nữ khác rồi. Chú yêu cô ấy sâu sắc và lâu như cháu yêu chú không? Sâu sắc và lâu như cháu đấy. Vậy thì cô ấy cũng yêu chú như vậy sao? Cô ấy có như vậy không? Chú nghĩ là có. Nên dành sự lo lắng cho người bên cạnh cháu đi. Người đàn ông đáng để yêu cháu còn nhiều lắm. Báo đây, báo đây, báo đây. Cho chú một tờ. Báo đây, cho chú một tờ. Hội trưởng, nếu cứ tiếp tục như vậy, quỹ dự bị của chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Vậy thì phải làm sao? Tôi sẽ đi xử lý. Thời cục không ổn định, giá cả lại tăng cao, bây giờ thêm tin đồn đánh trận đã tạo nên phong trào đi đổi tiền suốt một tuần nay ở Thượng Hải. Rất nhiều ngân hàng tư đóng cửa, quỹ dự bị cũng không còn. Nếu cứ như vậy thì chúng ta cũng phải đối diện với kết cục như vậy thôi. Kế toán Hà, còn bao nhiêu ngân quỹ? Không đến 500.000. Dự án xây dựng đường Tứ Xuyên vừa mới khởi công, tất cả vốn lưu động trong tay chúng ta dường như đã dùng qua đó hết rồi. Hội trưởng, chúng ta buộc phải được sự ủng hộ của Ngân hàng Trung ương. Tài sản của thương hội chúng ta cũng không đối diện với sự tan rã. Tôi sẽ nghĩ cách. Được. Người anh em, ý của cậu tôi cũng biết rồi. Ngân hàng Phú Giang là một tay tôi dựng dậy. Nhìn thấy nó sụp đổ, trong lòng tôi cũng không dễ chịu gì. Bây giờ phong trào đổi tiền càng ngày càng kịch liệt, ngân hàng Phú Giang chúng tôi rất khó tác chiến. Vì vậy, thị trưởng đại nhân, tôi thấy ngân hàng Phú Giang có thể hợp tác với ngân hàng Trung ương, có thể tạo chỗ dựa cho chúng tôi. Nói thẳng ra thì
Tôi cũng rất khó. Nhưng mà tôi tin rằng không có chuyện gì là khó với thị trưởng cả. Chỉ cần thị trưởng ông muốn làm thôi. Tài ăn nói của cậu thật là... Cậu không phải là người ngoài. Vì vậy tôi sẽ nói thẳng. Nói thẳng ra thì ở Thượng Hải, những ngân hàng tư nhân đóng cửa không dưới 5 ngân hàng. Bây giờ phong trào đổi tiền mặt cũng đã ảnh hưởng trực tiếp tới ngân hàng quốc gia. Bọn họ còn không lo nổi thân mình. Vấn đề quan trọng là đến bây giờ vẫn chưa có chính sách, lại không có tiền tệ. Ngân hàng quốc gia đã điều phối vốn giúp đỡ của các ngân hàng tư nhân. Nhưng mà ngân hàng Phú Giang có thể tiếp nhận thu mua bộ phận cổ phiếu. Rất nhiều ngân hàng tư nhân cũng đã nói vấn đề này với tôi. Câu trả lời của ông là... Câu trả lời của tôi là chưa từng có tiền lệ này. Nhưng mà nếu như giám đốc ngân hàng tư nhân nào đó có thể đóng góp to lớn cho chính phủ, thì tôi có thể ưu tiên xem xét. Ngân hàng Phú Giang là một ngân hàng tư nhân đơn thuần. Nó lại thuộc về Thương hội Phú Giang. Mà ở Thượng Hải thì Thương hội Phú Giang chắc chắn là có chỗ ông dùng được. Bây giờ bến Thượng Hải này rất không yên bình. Nhìn bên ngoài thì yên bình, nhưng mà giá cả hàng hóa tăng cao, nhân công lại yêu cầu đòi tăng lương. Nhưng nhìn từ góc độ chính sách mà nói, đây không phải là chuyện xảy ra trong vòng một đêm. Phía sau chuyện này, chính sách bối cảnh chính trị vô cùng phức tạp. Cách lợi dụng sơ hở của Hồng quân chính là xuất thần nhập hoa. Bây giờ chuyện đổ máu không ngừng xảy ra. Thương vong của công nhân nổi loạn và bộ phận cảnh lực đều rất thảm thương. Tôi không muốn nhìn thấy nhiều người phải hy sinh hơn nữa. Như vậy, giết giặc thì phải giết vua trước. Phải để những nhân vật quan trọng biến mất thì phong ba sẽ dừng lại. Đây là ý của cậu đấy. Sao vậy? Trong này có người mà cậu quen sao? Cho tôi một tuần. Như Kỳ Dương, cậu phải nhớ lấy. Ngân hàng của cậu không liên quan gì tới chính phủ, vì vậy việc làm phải vô cùng bí mật, cẩn thận. Việc này tôi hiểu. Chúng tôi có được sự giúp đỡ của chính phủ để vượt qua khó khăn, tôi đã vô cùng cảm kích. Sao có thể gây phiền phức nữa chứ? Hơn nữa, Thương hội Phú Giang có thể song pha vì sự yên bình, khống chế công nhân và nhân dân nổi loạn, ổn định xã hội, đều có lợi cho Thương hội Phú Giang và ngân hàng Phú Giang. Người anh em tốt, cậu là người rất hiểu chính trị, tương lai tiền đồ rộng mở lắm. Cũng sắp đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Lão Ngũ à, thằng nhãi này có phải là có tư lợi không? Nó không vậy đâu. Nó là đứa trẻ mà một tay chúng ta bồi dưỡng. Chúng ta có phải đã đối xử với nó độc ác hơn rồi không? Mấy chục mạng người đó. Lão Ngũ, tôi khó chịu lắm. Chúng ta còn có sự lựa chọn nào khác sao? Tiếp tục nghĩ đi. Chắc chắn sẽ có mà. Ông biết mà, chúng ta không có. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản được A Kỳ tiếp tục mắc sai lầm, ngăn cản Thương hội Phú Giang tiếp tục mắc sai lầm. Ông nghĩ là tôi muốn à? Tôi cũng không muốn.
Đi. Đi thôi. Ngân hàng Phố Giang thành lập chưa tới 3 tháng, đã tiếp nạp được 20 triệu của nhân dân thành phố. Hơn nữa, trong thời gian Sư Gia làm hội trưởng ở Hoàng Bội Ngọc, thì số tiền mặt giấu ở các nơi sẽ cho người kiểm kê rõ ràng lần lượt từng nơi. Còn nữa, tôi mong giám đốc ngân hàng lấy chút tiền vốn để giải quyết tiền bồi thường cho sự cố trên thuyền của thương hội chúng ta. Tiếp theo, ngân hàng Phố Giang chúng ta sẽ trợ giúp ngân hàng trung ương của chính phủ phát hành quốc trái. Nguy cơ tài chính của thương hội sẽ từng bước được giải quyết. Bởi vì mấy tháng nay chút thành tích nhỏ, tôi sẽ tự chủ trương xây dựng một căn biệt thự cho Tam gia và Ngũ gia trên đường Hà Phi. Hai người ở lại vùng ngoại thành quá bất tiện. Hơn nữa, đường Hà Phi cũng gần nhà Tiêu Nguyệt Quế, hai người đi lại cũng rất tiện. Ngũ gia, bệnh viêm khớp của ông đỡ hơn chưa? Dạo này ông thấy sao rồi? Cậu vẫn còn ở đây diễn kịch với tôi à? Thằng nhãi này, cậu còn ở đây ăn nói hàm hồ à? Cậu nói xem, cậu nói giấu chúng tôi làm những chuyện có lỗi gì rồi? Ông chủ Trịnh của hãng trà Phổ Đà, ông chủ Dư của hãng Ngoại Kỳ Lân, ông chủ Uông của nhà in Hành Tri, ông chủ Lâm của bến đò Đại Hình, bọn họ ai là thù địch của thương hội chúng ta? Bọn họ ai là người khốn nạn giết người trên giang hồ? Không phải, bọn họ là bạn của chúng ta, là huynh đệ của chúng ta. Cậu thì hay rồi, cậu đích thân giết chết bọn họ, lại còn khiến họ chết thảm như vậy nữa. Nhãi nhà cậu, bọn họ ai cũng từng cứu mạng của ta và lão Ngũ. Lúc Thường Gia còn sống, đều bảo vệ họ giống như anh em vậy. Nhưng mà không ngờ rằng bọn họ lại chết trong tay cậu. Tên khốn nạn nhà cậu, cậu ăn nói thế nào với anh em trong thương hội chứ? Thương hội chúng ta phải làm những điều này mới trụ được ở bến Thượng Hải này sao? A Kỳ, cậu biết sai chưa? Tôi có gì sai chứ? Thằng nhãi này, hôm nay tôi liêu cái mạng già này bóp chết cậu. Lão Tam, thả cậu ta ra. Thả cậu ta ra. Để cậu ta nói. Tôi không sai. Bao nhiêu năm nay, trong giang hồ, Đàn Long xã, Lam Y xã đã cống hiến cho thương hội thì đều chỉ trên danh nghĩa. Tham gia vào bộ máy bảo an chính phủ thành phố Thượng Hải, như quan Dinh xã, chỉ trong vòng một đêm đã bị 26 quân tiêu diệt. Ban Thiết Hào, Quý Hữu xã còn lại thì tự động giải tán. Chỉ có thương hội Phú Giang chúng ta là thương hội còn độc lập tồn tại, mở ngân hàng. Sau này chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Đây chính là giao dịch mà cậu làm với chính phủ sao? Bọn họ cho cậu tiền bạc của cải cơ hội, cậu cam tâm làm chó gác cổng à? Chúng tôi đã nói chuyện này rồi. Nửa năm trước, lúc ông chủ Trịnh và ông chủ Dư muốn rút khỏi, tôi đã nói với họ rồi. Nếu như thương hội Phú Giang muốn tiếp tục sống thì đây là con đường duy nhất. Nằm gai nếm mật. Cậu đây là nằm gai nếm mật sao? Cậu là đang đem thương hội Phú Giang vào chỗ chết đi. A Kỳ, cậu là đang giết người vô tội vì lợi ích của Phú Giang. Đây là cái giá mà chúng ta buộc phải trả. A Kỳ, cậu còn chưa biết sai sao? Tôi không sai. Nếu nói sai, sai chính là thời đại này. Nếu như Thường Gia ở vị trí này cũng làm như vậy thôi. Nếu như thương hội Phố Giang tiếp tục thì bất cứ ở vị trí nào tôi cũng sẽ làm như vậy. Ngũ gia ông cũng như vậy. Nếu như thương hội Phố Giang đến cả anh em cũng ra tay thì chúng ta còn ra thể thống gì nữa? Chúng ta còn nói gì đến trưởng nghĩa? Chúng ta sẽ hợp tác toàn diện với chính phủ. Chúng ta sẽ là bang lớn nhất ở Thượng Hải. Được. Vậy cậu vẫn sẽ là vua Thượng Hải à? A Kỳ à, cậu quay đầu lại đi. Không thể nào. A Kỳ à, chúng tôi nhìn thấy cậu lớn lên. Tôi với lão Tam không có con, cậu chính là con của chúng tôi. Là cha mẹ, con cái mắc sai lầm lớn như thế nào cũng đều bỏ qua, nhưng cậu nhất định phải biết lỗi sai, phải biết sửa chữa. A Kỳ à, mau quay đầu lại, nếu không cậu sẽ mất đi đạo nghĩa, mất đi nhân tính, mất đi chúng tôi.
Nếu như thương hội Phố Giang bắt buộc phải trả giá, vậy tôi có thể nói với cậu, chúng tôi thà khai trừ cậu. Thương hội Phố Giang không thể đổ được. Chỉ cần tôi còn sống thì nó không thể sụp đổ được. Hai người muốn đối phó với tôi sao? Tôi biết đây là tổng bộ. Ở đây có rất nhiều tử sĩ của cậu, cậu có thể kêu cứu. Mấy người này là anh em của tôi và lão Tam. Hôm nay dám tới đây thì đừng hòng có suy nghĩ muốn sống sót. Nếu như chúng ta muốn sống chết với nhau thì tôi nói cậu biết, cậu không có chút cơ hội nào đâu. Ông muốn thế nào? Đi theo tôi. Được, tôi đi với các ông. Ngũ gia, Tam gia, cô tới rồi à, ngồi đi. Ngũ gia, Tam gia, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi. Tiêu Nguyệt Quế, từ khi Thường gia còn sống, chúng ta đã quen biết nhau rồi. Tôi lúc đó không chính thức vào Thường gia, nhưng về gia giới mà nói, tôi và Tam gia đều phải gọi cô là tẩu. Không dám. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Rất nhiều nguyên lão của thương hội chúng ta quen biết cô, cũng nhìn thấy cô từ thương hội mà dần dần tới được vị trí ngày hôm nay. Ấn tượng của họ về cô rất tốt. Rất nhiều cấp dưới của Hoàng Bội Ngọc nhiều lần nói với tôi và lão Tam mời cô vào thương hội Phố Giang cùng quản lý thương hội. Nhưng mà mấy năm nay tôi và lão Ngũ cũng dần hiểu được tính cách của cô, giúp cô ngăn lại rồi. Tôi với lão Tam thân thiết với cô cũng chỉ là chuyện của mấy năm trước. Có thể cô coi chúng tôi là trưởng bối mà tôn kính. Cũng có thể cô coi hai chúng tôi là người sắp xuống đất để chăm sóc. Nhưng mà tôi và lão Tam đều thống nhất cho rằng chúng ta là cùng giai phải lứa với nhau. Cô là huynh đệ chúng tôi tín nhiệm nhất. Vì vậy hôm nay tôi và lão Tam có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cô. Có phải liên quan đến thương hội Phố Giang không? Đúng, là liên quan đến A Kỳ sao? Đúng. Nếu như liên quan đến A Kỳ, tôi biết quan hệ giữa cô và A Kỳ, nhưng chúng tôi tin tưởng ở cô. A Kỳ xảy ra chuyện rồi sao? Tên súc sinh đó. Tôi và lão Tam muốn mượn rượu tước binh quyền, đá tên súc sinh này ra khỏi thương hội. Những người này thực sự là A Kỳ giết sao? Toàn bộ đều bị A Kỳ ám sát. Vậy A Kỳ, chúng ta có nên phế cậu ta không?
Tiểu Nguyệt Quế, A Kỳ đã khiến thương hội chúng ta thành con chó rồi. Nếu thường gia ở trên trời có biết, chắc sẽ trách móc chúng ta. Còn để cậu ta giết người như vậy thì thương hội chúng ta còn thể thống gì nữa. Thằng nhãi này bị chúng ta giam lỏng rồi, nhưng thương hội thì không thể không có chủ nhân. Tôi đã gửi thông báo, thông báo với tất cả các trưởng lão của thương hội sáng sớm mai tới tổng bộ họp để chọn ra hội trưởng mới. Ngũ gia, tôi nghĩ rằng chuyện này chúng ta nên tính kế hoạch lâu dài, suy nghĩ cẩn thận hơn. Bây giờ A Kỳ đang ở đâu? Tôi muốn đi gặp cậu ta. Ừ, đi đi. Bà chủ Tiêu, Tam gia Ngũ gia bảo tôi tới đón bà. Được, mời. Em tới rồi à? Anh gầy đi nhiều quá. Tam gia Ngũ gia đã nói chuyện cho em biết rồi. Trong lòng cô chỉ yêu một người. Cô có thể không hề tán thưởng, sùng bái hắn, nhưng mà cô yêu hắn. Có phải không? Hắn là ai? Cô nói đi. Cô nói đi. Anh còn nhớ chứ, hồi nhỏ có một ông chủ họ Tấn muốn mua em về làm vợ bé. Kết quả là A Kỳ anh đã lén cứu em ra rồi giấu ở nhà anh. Anh nhớ không? Em nhớ còn có một chuyện. Người dẫn dắt anh trong thương hội Phố Giang nghiện cờ bạc, đã tự chiếm tiền bạc của thương hội. Thường gia muốn chấm dứt với ông ấy, nhưng anh lại cầu xin cho người này tự lấy dao đâm vào chân mình. Em nghe chị Lý nói, lúc đó anh mới có 18 tuổi. Thực ra, A Kỳ à, anh vẫn luôn là một người trọng tình, trọng nghĩa, trọng đạo lý, có phải không? Bây giờ em thất vọng rồi sao? Sau khi Tam gia Ngũ gia nói chuyện của anh cho em nghe, em thật sự có chút thất vọng. Vì vậy, bây giờ đôi bàn tay anh đã dấy máu, là kẻ giết người không chớp mắt. Anh thấy sao? Anh đã lấy tiền của chính phủ, anh muốn tự trèo lên cao, hay là anh tham sống sợ chết, bị người khác uy hiếp, hay là anh đã mất đi lương tâm,
thà anh mang theo mấy chục mà người sống tiếp nửa đời còn lại. Sau đó, đợi tới khi anh già, đêm nào cũng khiển trách lương tâm. Anh là vì bản thân anh sao? Em biết là anh không phải vì bản thân mình, nhưng mà cách anh làm việc có vấn đề. Đây không phải là hại anh mà còn hủy hoại cả thương hội. Mục đích hôm nay em tới đây là gì? Khiển trách anh, chê cười anh, hay là đòi công bằng cho mấy người đã chết? Em biết Tam gia Ngũ gia không làm khó được anh. Anh kiểu gì cũng nghĩ cách chạy trốn. Sau đó thương hội Phố Giang sẽ xuất hiện nội gián. Anh với Tam gia Ngũ gia không thể trở thành thù địch như vậy. Vậy thì em bảo họ đừng ép anh. A Kỳ, anh nhớ lấy, thương hội Phố Giang không thể trở thành trợ thủ đắc lực của chính phủ. Hơn nữa, trong lòng anh cũng rất rõ, mỗi người mà anh giết, thực ra bọn họ không nên chết. Tam gia Ngũ gia làm như vậy là vì muốn tốt cho anh, vì muốn tốt cho thương hội Phố Giang. Trong lòng anh biết rất rõ mà. Không thể nào. Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh không thể nhìn thương hội Phố Giang bước vào đường cùng dưới tay Tam gia Ngũ gia. A Kỳ, từ bỏ mọi thứ của thương hội Phố Giang, hai chúng ta rời khỏi đây đi. Em còn nhớ anh từng nói với em, anh thích nơi có núi, có cây. Anh thích cuộc sống yên bình. Anh thích có nhiều con. Em là thật lòng. Em biết Tam gia Ngũ gia muốn giam lỏng anh. Anh hỏi em, trước tối qua, em biết Tam gia Ngũ gia sẽ giam lỏng anh không? Em biết mà. Em biết mà. Hơn nữa em còn tham gia vào nữa, đúng không? A Kỳ, chuyện này với chuyện của chúng ta là hai chuyện khác nhau. Không khác nhau. Anh chỉ có một câu, thương hội Phố Giang không thể kết thúc trong tay anh. Em hiểu cũng được, không hiểu cũng được. Đây chính là vận mệnh của anh. Trận đấu này với Tam gia Ngũ gia là không thể tránh khỏi. Em cũng không thể ngăn cản được anh. Anh sẽ không thua đâu. Anh nhất định sẽ thắng. Tam gia Ngũ gia không làm khó anh được đâu. Đã quá giờ rồi, sao vẫn chưa tới? Anh chỉ muốn nói với mấy người, mấy người thua rồi. A Kỳ, mấy người thua rồi.